Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Cháu Mai xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ạ, hiện tại thì chúng cháu đang có mặt tại xã Khánh Xuân, một xã rất là gần huyện Bảo Lạc. Thì đây cũng là thuộc Bảo Lạc thôi, tuy nhiên thì là một quãng đường khá là ngắn thì cũng đến nơi rồi. Và trên đường đi vào ấy thì cháu Đào có thấy ở dưới đường to là có một bản làng rất là xinh đẹp và thơ mộng, cái cảm giác rất là bình yên. Ở đây khi mà cháu Đào đứng ở đây ấy, thì là nhìn giống như bản làng của người Giấy và người Tây. Tuy nhiên thì là cũng chưa biết được là dưới này là người dân tộc gì, tuy nhiên thì là vẫn ở những cái căn nhà sàn và những cái lợp bằng mái âm dương, nhìn rất là đẹp và bình yên ha Mai ha. Đây thì là hôm nay thì là chúng cháu cũng vẫn đang có mặt tại bên này, cũng sang bên này khám phá và chia sẻ lại những thước phim ngắn cho các ông bà cô bác cùng xem, là được cuộc sống của bà con trên vùng cao ấy. Thì ở bên Hà Giang thì các bác được xem nhiều rồi, nên là chúng cháu là từ trên kia xuống dưới này để khám phá cũng như là tìm hiểu và làm quen với mọi người ở nơi đây. Còn là bây giờ thì mời các bác cùng chúng cháu đi xuống xem là dưới bản làng này là có những thiếu nữ xinh đẹp và những chàng trai đẹp trai hay không. Tuy nhiên thì là bây giờ giới trẻ là đi công ty nhiều nên là đi vào những bản làng ấy thì là người già thì đi làm hết rồi, còn là người trẻ thì ít khi ở nhà, hầu như là đi làm và Tết mới về. Thôi bây giờ thì mời các bác cùng theo chân chúng cháu ạ. Các bạn đi học về à? Đi đây học này à? Chị cho kẹo đấy, về đây, ăn về đây. Không? Về đây. Về đây. Không sợ mà. Rồi. Sợ à? Sợ hai chị à? Sợ không? Không sợ á? À? Thế bạn học lớp mấy rồi? Bạn này học lớp mấy rồi? Bạn này lớn này. Lớp 4 á. Thế em tên là gì? Tên là Kia. Kia, Kia là người dân tộc gì? Em ấy? Dân tộc Mông. Mông à? Mông à? À thế là Kia ấy nhỉ? Kia đúng không? Ai dạ. Chị cô. Đây 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 của bạn này. Thế là bây giờ là các bạn đi học hay là đi về? Đi về nhà. Đi về nhà đây. Rồi, ngoan thế nhỉ? Đâu còn bạn nào nữa nhỉ? Về đây xem nào. Ba bạn đôi bé này. Không về là hết luôn này. Ở nhớ văng này. Ê, bạn này học lớp mấy? Lớp 1 à? Thế em bé tên là gì? Xuân. Xuân á? Xuân. Xuân à? Ôi, Xuân đấy, văng hai cái răng Xuân đi đâu hết rồi? Xấu hổ. Đâu còn bạn nào nữa nhỉ? Đâu còn em bé này. Liên. Liên à? Em tên là Liên à? Các bạn này là không phải... Em bé người Mông à? À, ok. Các bạn này là không phải người ở dưới này mà là thấy bảo là lên tít trên núi trên kia cơ. Đấy, đang đi học về. Thế giờ là các em qua đường trên hay là đường dưới? Đường dưới à? Thế là đi mai không phải đi học nữa mà đã đi về rồi. Không mai á? Mai phải đi học không? Mai không học. Mai không học à? Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay thứ 5. Có xe. Thế là mai vẫn phải đi học bình thường chứ các bạn, chắc là ngoại trú ấy. Đấy, về xong là mai lại vào trường. Con chiến mã là bị gục ngã ở đây rồi chị ạ. Con quái xế này vì làm sao mà lại hỏng hóc này được nhỉ? Chắc là chưa có thời gian chở ra ngoài để... Ui, cái này chắc là người ta không sửa nữa đâu. Đấy, bỏ tiền ra sửa con này thì người ta mua luôn con mới thì chắc là cũng bằng đấy tiền. Tại vì cái này là cái con này... xe quay cá đúng không nhỉ? Cái này là đồ cổ rồi. Ui, tuy nhiên là... nếu mà cái này chắc là trẻ con chơi. Nhưng mà nếu mà... mang đi bán sắt vụn là cũng được khá là nhiều tiền đấy nhỉ? Tại vì là ở đây là cũng toàn sắt này, giảm sóc này. Cái này chắc là được. Cái đấy nhựa chắc người ta không mua đâu á. Rồi một con chiến mã là gục ngã ở dưới này rồi. Để xuống đi, không trẻ con trèo lên lại ngã. Hầu như là ở bên này là bà con là ít khi ở nhà nhỉ? Đi vào trong thôn nào cũng thấy là người ta đi vắng hết, đi làm hết đấy. Đầu làng là bằng một làm một cái biệt thự. Căn nhà 3 tầng. Đẹp nhỉ, rất là nhiều phòng nhưng là rất là rộng này. Xây bằng gạch đỏ hết này. Nhưng mà nãy chị em mình nhìn là cũng trên này cũng rất là nhiều nhà mà. Ở đường dưới đây đi nhờ. Ở đây vào trong kia không biết là có bản làng nào không, tuy nhiên là đường làm vào rất là đẹp này. Ui, như đây là vào nhà rồi. Vào nhà. Vào nhà của thử chị em mình thử vào hỏi xem. Nhìn giống nhà của người Giấy nhỉ? Giống nhà người Giấy đúng không? Giống y xì luôn nhỉ? Chào chú. Cháu chào chú ạ. Dạ. Cháu đi chơi thôi chú ạ. Vâng. Chú ở đây mình là người dân tộc gì ạ? À, dân tộc Tày ạ? À? À, thế là ở đây trong thôn mình gọi là thôn gì ạ? Thôn Bản Dìa. Thôn Bản Dìa. Ở đây là Khánh Xuân, Bảo Lạc nhỉ chú nhỉ? Thế ở đây trong thôn mình là cháu trên đường nhìn thấy rất là đẹp, rất là ấn tượng nên là cháu cũng xuống thế này để chơi và tham quan qua một vòng của thôn mình. Vâng ạ. À. Cháu cũng là người Giấy nhưng mà cháu ở trên Hà Giang. Người Giấy Hà Giang. Dạ vâng. Cháu... Hay ạ. Thế thôn mình là có bao nhiêu hộ à chú? Thôn này tức là dồn vào 4 dân tộc là 9, chắc là 93 là 94. Ui, một có thôn 4... là 94 hộ. Ừ, thế là đây là có 4 dân tộc sinh sống cùng nhau. Ừ. Có Giấy này đúng không?
Giấy cũng có, giấy có lô lô. À lô lô. Ừ. Với lại tày. Năm linh tục cả lô lô nữa. Lô lô tày. Tày nùng. Tày. Mông dao. Lô lô. Tày nùng mông dao lô lô. Đấy, thế là hôm nay cháu đang là người giấy nên là ở đây là có 6 dân tộc là ở với nhau nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Ở đây là nhà sàn này. Cháu chào cô ạ. Đấy. Đây nhà sàn của chú. Ở nhà của cô chú rất là giống ở trên nhà của cháu Đào ha. Đấy, nhưng mà nhà cô chú là đẹp hơn nhà cháu Đào nhiều. Vâng. Cháu ở trên Hà Giang ạ. Vâng. Cô có biết Niêm Sơn không? Niêm Sơn đấy, cháu ở đấy đấy. Dạ vâng. À, đệ nhất là đệ nhất. À trước cô đi làm thuê là với các cháu ở Niêm Sơn ạ? À? Vâng, cháu là người giấy ở trên đấy. Hôm nay cháu xuống thế này là cháu qua trên đường ấy là cháu nhìn thấy cái bản làng của mình rất là đẹp. Đấy, rất là bình yên và thơ mộng nên là cháu xuống thế này chơi. Dạ vâng, và cháu chào cô ạ. Dạ. Vâng, cháu chào chú nhá. Ở thế này là nuôi bò nhỉ. À thế là ở đây là rất là nhiều dân tộc sinh sống với nhau. Có lẽ là bà con người Tày đấy là nói được rất là nhiều thứ tiếng này. Đấy có khả năng là nói được cả tiếng Mông và tiếng Lô Lô nữa cơ. Vì là ở cùng nhau luôn ấy. Đấy. Ui, như đây bé đường vào làng chị nhỉ? 94 hộ. Thế thì chị em mình đi hết ngày chắc là mới hết nhà đấy. Nếu mà đi từng nhà một đấy. Và thấy cái bản làng này là rất là giàu. Giàu à? Giàu tình cảm đúng không? Đây là cũng là một cái căn nhà, còn có cả cái đấm bốc ở Mai phải không? Cái này là cái này... đấm bốc. Ui, cái này nặng nặng, bình thường là thấy các anh hay tập ấy. Không biết là chị em mình có đấm được không? Thử nhé. Cái này không đau đâu chị ạ. Ui, không nhúc nhích. Đấy, nhưng mà rất là êm nhỉ? Cái này mà lúc nào mà xả giận đấy nhỉ? Thế này là rèn luyện cơ bắp. Rèn luyện cơ bắp à? Thôi, cơ bắp thế đủ rồi. Ở dưới này là một cái ao cá siêu to luôn này. Nói chung là người ta hay nói bảo là muốn giàu thì nuôi cá nhỉ. Nên là nhà nào mà có ao cá là nhà đấy giàu ấy. Một cái ao cá rất là rộng luôn. Bật ngàn luôn. Bật ngàn luôn, chắc là nhiều cá to lắm ấy. Hồi nãy chị ở trên kia là nhìn là rất là nhiều nhà mà giờ chị em mình xuống là mỗi đường là về một nhà này nhỉ mai nhỉ. Nhìn nó không tập trung. Tập trung nhưng mà đây. Xuống dưới à? Đây chắc là nhà riêng rồi đấy. Nhà riêng à? Hôm nay là đây trên này này. Đấy, nãy chị em mình nhìn xuống là tập trung rất là gần đấy như bên trên này chẳng hạn. Nhưng mà nhà bên trên này là qua đường trên kia đi. Chúng cháu lại đi qua xuống đường bên dưới rồi. Đấy cứ theo các bé đi tí là đến bản làng của người Mông ngay đấy. Đấy. Các bé vừa đi vừa đợi hay sao ấy? Vừa đi vừa đợi à? Tại vì là nãy mai bảo là cho chị lên nhà chơi cùng được không đấy. Ở đây là chuối rất là nhiều này. Sắp đến nhà các bé chưa? Chưa, còn bao xa nữa thì đến. Ở tiếp bên kia nữa. Thế là ngày nào đi học cũng đi bộ này là mệt không? Bên kia. Bên kia à? À, không mệt đâu á, đi quen rồi đúng không? À đây, lên trên nhà này chơi nhỉ? Đây là có một cô đang ở ngoài đây. Chào, chào cô. Chào, chào cô ạ. Lúc nãy lắng lẽ ra là cháu Đào cởi cái áo phao ra. Bên trong cháu Đào đang mặc cái áo của người dân tộc Nùng để xem các cô là có nhận ra quần áo ở trên kia không ấy. Đây để em cầm cho chị. Thôi. À, cô nhà của cô là bên dưới là nhìn rất là lạ này. Cô đang ở nhà với ai hả cô? Một mình đang ở á? À? Thế là gia đình mình là đi đâu hết rồi á? À? À, các con là đi làm hết đúng không? À, thế là mỗi cô là ở nhà. À, như nhà sàn ở dưới này là bên dưới là... ông đi chăn bò. Đấy, dưới này là khác hơn một chút vì là bà con người dưới này là nuôi con bò, không phải con trâu. Đấy, đặc biệt là dưới sàn là cũng tận dụng để làm cái chuồng cho con gà và con trâu luôn này. Đấy, đấy cô cũng là người Tày á? À? À, cháu ở đâu? Cháu ở trên Hà Giang cơ. Cháu ở Hà Giang. Dạ vâng. Về thế bây giờ lên lên đây lên nhà ai? Cháu lên tìm chồng ấy, chưa biết là nhà nào có con trai. Nhà cô có con trai không? Không có. À không có à? Bà đang cười kìa. Đấy bà, vâng. Vâng, thì cháu chào cô ạ. Dạ. Cả hai cháu ở Hà Giang. Dạ vâng. Cháu ở Hà Giang hết. Dạ vâng. Về tìm chồng. Ở đây là có nhiều thanh niên không ạ cô? Đi làm hết ạ? À? Thế là nhà nào có ạ? À? À, không biết ạ, cháu tưởng cô chỉ nhà nào có, cháu đi vào nhà đấy luôn. Vâng, cháu chào cô ạ. Cháu thích bản làng của mình.
Chúng cháu đi chơi à? Cô đi đâu vậy ạ? À? À, lên trên kia. Thế nhà cô ở chỗ nào ạ? À? Ở dưới này. À, cô là rất là nhiều rau ở đằng sau này. Đấy, cái này là nhà mình tự trồng được phải không cô? Ui, đấy, tự cung tự cấp rau sạch luôn. Đấy, một túi rau xà lách rất là to. Đi làm mùng 8 tháng 3 mới. À, các cô ở đây là còn tổ chức mùng 8 tháng 3 cơ ạ? Ờ, thế là tổ chức sớm rồi, mai mới là mùng 8 tháng 3. À, nhân dịp và ngày 8 tháng 3 ấy, cháu Đạo cũng chúc tất cả các chị em và các cô, các bác trên kênh là có một ngày lễ rất là vui vẻ và gặp được nhiều điều may mắn, đấy, luôn xinh tươi như hoa và gặp nhiều thành công hơn nữa. Vâng, cháu chào cô nhá. Dạ. Ui, các cô đây là thân thiện nha. Thế là hái rau để mai chuẩn bị là... Chuẩn bị bây giờ luôn, chuẩn bị rất là sớm. Đến 8 tháng 3. Đi vào trong kia là vẫn là những cái căn nhà. Cái này là nét văn hóa của người giấy với lại người Tày thì là vẫn giữ lại những cái căn nhà sàn. Cái này thì bây giờ là làm một căn nhà sàn như vậy là cũng không có nữa. Đi đâu hả anh? Anh này chắc là... Anh nói tiếng Tày đấy mà ạ. Như thì nếu mà cháu Đào tiếng Tày thì chỉ biết nghe thôi, không biết nói. Chỉ biết nghe ạ? Đúng rồi, biết nghe. Tiếng mẹ đẻ còn không biết nói thì... Nhưng mẹ chị là người Tày mà. Người Nùng. Là... Người Nùng. Mẹ là người Nùng, tuy nhiên là không nói được tiếng Nùng, chỉ nghe được tiếng Nùng thôi. Các bé này vừa đi vừa đợi mình vừa đi vừa đợi thật kìa. Trời ơi. Đấy, như bên này là dưới sàn ấy thì có thể là bên trong này là bà con để đồ đạc như kiểu một cái kho và máy sát ấy là sẽ để bên trong và quay bên ngoài vào như thế để không lo sợ là mất đồ ấy. Bà con ở đây là chủ yếu là nuôi bò, ít nuôi trâu hơn. Nhưng mà chó ở đây hiền nhỉ? Úi, vừa mới khen vừa xong. Hiền xong rồi. Úi, đây. Biết thế không khen. Ôi. Trên này chắc là có người đấy chị ạ. Nhà chứ, gia đình phải có người chứ. Gia đình vẫn đang ở nhà. Cái căn nhà sàn. Cái tường này còn tận dụng thân cây sắn về rào luôn. Ờ, cái này là thân cây sắn là mình nữa, nó còn là tự mọc lên ấy, cái này là nó không như cây cỏ voi là nó thối là 1-2 năm là mình phải thay lại, còn cái cây này thì mình cắm vào ấy, nó còn mọc lên nữa cơ. Đấy, bên trong ruộng này thì là mùa này thì bà con chưa trồng lúa ấy, nên là bà con cũng trồng cây ngô vào. Đấy, đây là ruộng rất là to. Đấy, bên cạnh là một cái con mương dẫn nước vào, khi mà mình trồng rau ấy thì mình có thể lấy nước ngay ở đấy để tưới. Này chắc là hôm nay mình chị em mình là theo chân các em về bản, vừa đi vừa đợi mình kìa. Cái này là một cái căn nhà rất là đẹp này, có lẽ là cũng vừa mới hoàn thiện. Đây, các em là vừa đợi mình luôn, vừa đi vừa đợi. Thế là các bé là chưa về à? À, nghỉ một tí á, mệt lắm rồi đúng không? Mệt chưa? Mệt rồi á? Ôi, thế là lúc nào là mới đến nhà đây bây giờ ấy? Còn lâu không? Còn xa không? Xa. Xa lắm à? Ui. Các bé uống nước không? Uống nước không? À, không uống nước á? Đấy, tưởng là uống nước, thế chị thì chỉ có nước lọc thôi, nước ngọt lại không có. À, đấy, các bé là đi về đi nhá, không là tí bố mẹ lại lo. À, bên này là vâng là ạ đấy mày ạ, biết chưa? Vâng là ạ. Đúng rồi. Vâng, người ta hay dạ với lại vâng ấy là thay thế bằng hai từ đấy là ạ. À. Có lẽ là mình cũng đi hết đường rồi hay sao ấy nhỉ? À, cháu chào bà. Ê, bà đang làm gì hả bà? Ui, bên này là hầu như là giao tiếp cực kỳ tốt luôn nhờ. Cả già, cả trẻ là đều nói được tiếng phổ thông. Mà con lên chơi với bà một tí nhé. Hôm nay là cháu Đào muốn là solo tiếng giấy với lại tiếng Tày thì có lẽ là hơi khó khăn đấy. Tại vì là các bà là giao tiếp được hết bằng tiếng phổ thông. Ê, bà đang làm gì hả bà? À, lấy cho con bò ăn phải không bà? Thế bà hôm nay là bà ở nhà với ai? Con trai ạ. Thế bà là năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà dạ già lô. Già rồi, cháu cũng có bà nội. Đấy, nhìn giống bà ấy. Đấy, bà nội cháu Đào lại có thịt hơn một chút. Đấy, như cái hoa tai của bà ấy là giống y hệt của bà nội cháu luôn. Đấy, cái này là đồ cổ phải không bà? Từ hồi xưa rồi đúng không? Từ hồi xưa rồi. Đấy, cháu đang bảo là cái này này. Cái này của bà là từ hồi xưa rồi. Đấy, bà nội là đeo một cái là cũng rất là giống. Khi mà nhìn thấy các bà ở trong xóm ấy là cháu Đào nhớ nhà quá các bác ạ. Nhớ nhà, nhớ mẹ. Dạ vâng. Đấy, chúng cháu chắc là đi chơi một tí đã, lúc nữa cháu quay lại chơi với bà sau nhá. Vâng. Cháu lại lên ạ. Dạ, cháu chào bà. Cảm ơn cháu. Vâng, cháu cảm ơn bà. Các bà đây là rất là thân thiện. Người đang thân thiện đang cho con bò
Cháu chào ông. Chào cháu. Dạ, ông đi đâu về hả ông? Ông đi đi chất gạo ở trong kia. À thế nhà ông ở đâu ạ? À? Nhà ông ở dưới này. Nhà ông ở dưới này. À. Bên cái suối. Đi xuống dưới này là vẫn có nhà ạ? Vẫn có hai nhà, ba nhà. Hai nhà, ba nhà. Vâng, cháu tưởng là đến đây là hết đường rồi. Không, đâu là đi đâu? Chúng cháu đi chơi, đi tìm chồng. À đây thì tìm chồng. Tìm chồng ở nhà anh có một con trai. Nhà ông có một con trai ạ? À? Ờ. Có ở nhà không ông? Hả? Có ở nhà không ạ? Có không, hôm nay có ở. Ui thế tiếc quá, cháu đang bảo là ở nhà thì cháu đi sang luôn bây giờ luôn. Sao gặp mặt luôn. Tối nay rồi sang đây. Tối nay nhưng mà tối nay cháu lại về rồi. Ngày mai á? Ừ. Ui thế là ngày, nếu gặp cháu thì không chia cháu tròn thì cứ là ngang nhau. Thế ngang nhau à? Ờ ngang nhau. À, thế ông có chê cháu không? Hả? Ông có chê cháu không? Không chê. Không mặt chê cháu, mặt cháu cũng như mặt con của ông như nhau cả. À, dạ, thế là tướng phu thê phải không ông? Vâng, cháu chào ông ạ. Không phải như mặt con này đâu. À, như mặt con này đâu. Dạ vâng. Con này là đỡ đen. Đỡ đen ạ. À. Thế cháu có đen không? Không. Cháu nhà cháu đi vẫn trắng. Vẫn trắng ạ. À. Mọi người hay bảo cháu là đào đen. Vì cháu da đen. Da đen nhưng mà không đen đâu này. Đấy, không đen đâu ạ. À. Người rất là vui tính nhỉ. Đẹp quá. À, đẹp quá ạ. À. À, dạ vâng, cháu chào ông ạ. À. Vâng, thế đây là cháu chơi. Dạ. À, dạ. Con của ông là không ở... đi chặt cây ở trên nhà trên này. Ui thế là hôm nay là anh không có ở nhà. Ừ. Anh là đi nếu, làm nếu rồi. Có thì nếu có thì dẫn đi nữa ở nhà dẫn đi. Thế là ông là cũng ưng cháu ngay từ đầu rồi đúng không? Ờ đấy. Đấy. Cháu đi ở quê ở đâu? Cháu ở trên Hà Giang ạ. Hà Giang á? Dạ vâng. Ừ. Hà Giang có xa quá không? Ông có làm có đủ tiêu chuẩn để làm con dâu của ông không? Nghệ An có một tỉnh Hà Giang nên... Vâng. Nếu có phải xa tỉnh cách tỉnh Cao Bằng thì xa mà. Nhưng mà cháu ở ngay giáp bên Cao Bằng cơ, bên Niêm Sơn, Niêm Tòng ấy. Ở Niêm Tòng chứ, ở ngay giáp Cao Bằng đây à? Vâng. Ờ, cháu là người giấy, người giấy với người Tày thì hợp đấy ông nhỉ? Đấy. làm giấy thì tốt lắm rồi. Ơi cháu biết làm chứ. Đấy cháu biết làm ruộng làm giấy ấy. Vâng. Đấy, ngày mai xuống chơi. Ông chờ. Ông chờ á? Ừ. Ui thế là lại có hẹn với lại bản làng xinh đẹp này nữa rồi. Thế là vâng, thế ông cứ đi làm việc đi xong là ngày mai cháu quay lại nhá. Vâng. Vâng, cháu chào ông ạ. Vâng, cháu chào cháu nhá. Dạ, ui ông ơi. Đi đâu vẫn khỏe nhá. À vâng, cháu cảm ơn ông. Đấy ông là rất là vui. Không biết đường này là lên trên đâu chị nhỉ? Đấy ông đang bảo nếu mà lấy được là vợ thì vui quá. Chị Đào. Đường lên nhà của người ta đấy nhỉ. Hầu như là cũng toàn là các ông các bà ở nhà nhỉ. Còn lại là độ tuổi như chị em mình là đi làm hết rồi. Như bây giờ chị em mình cũng đang đi làm đấy thôi. Nếu mà có vị khách nào mà đến trong xóm của chị hay là của em chẳng hạn thì cũng không thấy trẻ con ở nhà. Dạ. Thì đi làm hết rồi. Bên này là bà con có trồng được cây sắn ấy, nên là giờ là thu về là phơi khô xong rồi là một cân thì là 2.000, hơn 2.000, còn chưa đến 3.000 nữa. Nhưng mà con trồng nhiều nên là lúc bán thì cũng được khá là nhiều. Hồi hầu như dưới này là ít khi làm chuồng nhờ, chuồng là để ngay ra dưới sàn luôn. Chuồng với lại xe máy là hầu hết là đều cho tất vào chung. À, có cả xe máy nữa nhỉ? Ui! Nhà này gọi là trang trại bò luôn đấy. 6, 8, 9 con bò liền. 9 con bò à? Đem về bé đó. Ui, nhiều bò nhỉ. Mới gọi là đại gia. Còn những cái cây rơm này là... để cho con bò ăn đấy chị. Để cho con bò ăn. Khi mà người ta gặt lúa xong ấy là người ta sẽ dự trữ cây rơm cho con bò ăn vào mùa đông ấy. Tuy nhiên thì là ở chỗ cho Đào trước đấy cũng có các bác bảo là sao gặt xong lại không cho con bò ăn cây rơm ấy. Nhưng mà nó không ăn. Đấy, không phải con nào nó cũng ăn ấy. Tí chị em mình có đi lạc không nhỉ? Không lạc được đâu chị ạ. Giờ là cứ đi theo đường thôi, nãy là qua bên kia rồi. Này, còn là có hẳn một cái kho để rơm cho con trâu, con bò ăn. Và bên cạnh là còn có một cái bể nước. Để khi mà tối là cho con trâu uống. Ui, đây là con trâu bạch tạng này. Ba con luôn đi. Con này là trước con bé là nhà cháu Đào con nuôi một con nhưng mà bây giờ là lâu lắm là không nhìn thấy rồi này. Không biết là phải gọi là con trâu bạch tạng không? Tuy nhiên là nó trắng với lại lông nó cũng trắng ấy nên là ở chỗ cháu Đào gọi là con trâu bạch tạng. Con này thì lại vẻ phiền hơn cái con trâu đen kia nhá.
Đấy, bán là không được đắt tiền bằng con kia. Úi, đối, cái này mai là đâm thử vào đây xem nó có chắc không à. Đây là không biết là có ai ở nhà không nhỉ? Mày có đấy mày ạ. Mình sẽ là khu tập thể phải không? Không phải, là một cái ngôi nhà đấy. Thì mình sẽ thử đột nhập xem là cảm giác của phản ứng xem là của bà con ở đây là như nào nhá. Nhưng em thấy là có người bên này. Nhưng bên này là một cái nhà khác mà đúng không? Đây, nhà này như là âm thanh ở đây, đây, hình ảnh ở đâu. Cháu chào cô ạ. À, cô đang làm gì ạ? À, đang chăn lợn. Ôi, giờ này là cô đã chăn lợn rồi. À. Ôi, nhà này có phải nhà lúc nãy chị em mình qua không nhỉ? Không phải đúng không? Không phải đâu ạ. Ở trong thôn mình là nhiều nhà quá, là cháu không nhớ được nhà nào với nhà nào rồi. Vâng. Cháu đi chơi ạ. Dạ, vâng. Thế là đây là mình không qua lên được ấy. Nếu mà có chỗ qua là lên chơi với cô luôn đấy. Dạ. Ở đây là bà con người Tày là mặc giống của người Nùng. Cháu chào bà ạ. À, cháu đi chơi. Vâng, bà đi đâu vậy ạ? À? Đi kiếm củi ạ. À? À, đi tìm củi. Đây là mặc cái quần rộng rộng như kiểu là mẹ. Đấy. Nóng nóng ở đây chắc là cởi áo được rồi ạ. Cởi áo ra có khi lại dễ tìm chồng hơn thì sao? Nhìn cái áo là biết rồi. Con... Oh. Con đợt... Con gì đây? Ôi, con gì nhỉ? Chim chỉ à, phải không? Phải con chị. Con gà gì đúng không? Gà ri à? Ui, đẹp nhỉ? Đây là con chim, đây là một có hai con này. Hai vợ chồng á. Một cặp. Một cặp luôn này, nhìn ra rất là đẹp này. Mai định bảo là con đà điểu đúng không? Nhìn cái đầu nó không có lông nhỉ? Như con gà ấy. Bằng những cái thanh này là để con gà nó đỡ vào. Đây là bà con là theo như chị biết ấy, là bên này là cũng làm ruộng là hai vụ. Cái vụ này là chuẩn bị là gieo mạ để làm rồi. Nhìn đất khô này chưa có nước về chị ạ. Mọi người ở đây là rất là thân thiện đấy, khi mà đến thì là cũng ai cũng chào đón rất là nhiệt tình. Đằng sau lại đang có một anh này. Em chào anh ạ. Anh đi đâu đấy ạ? Anh đi đâu hả anh? Anh đi đâu đấy ạ? Đi làm rồi chứ. À, đi làm ạ? À? Thế là anh là cũng là người ở trong thôn này. Vâng, thế là giờ là đang chuẩn bị đi làm. Mùa này ở trong thôn mình thì làm gì hả anh? Mùa này á? Dạ. Làm giấy, làm ruộng. À, làm giấy. Làm nương. Làm nương sắn phải không anh? Vâng. À, thế đây là trồng sắn với lại có cả cây hồi nhà anh nhà đúng không? Hồi ở đây không có. À, ở đây không có. Khu vực trên kia này em đi qua là có này. Ở trên kia, bên kia mình có, bên đây không có. Vâng. Đấy, bên anh là trồng sắn nên là mùa này đã phải đi làm nương rồi. Vừa làm nương vừa làm ruộng nữa. Đấy, còn nương mùa nữa. Dạ. 2 tháng nữa. À, 2 tháng nữa. Ở chỗ em thì chỉ làm ruộng thôi. À, đấy. Đấy, không có trồng sắn. Hai em là đâu? Mới mở trên Hà Giang xuống. Ở trên Hà Giang xuống. Dạ. 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 Vâng. Hà Giang với lại Cao Bằng nghe hợp hợp nhỉ anh ấy. Ừ. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, dạ. Đây anh đi trước đi. Anh em mình cùng đi nhỉ. Mình cùng đi. Bây giờ anh đang đi về nhà anh. Không, anh đi làm. Đi bộ đi hả anh? Đi bộ đi. Ra ngoài này mà. À, ngoài này luôn ạ. Là cái nhà xây thôi. Nhà xây, vâng. Bên mình là bà con người dân tộc Tày là vẫn giữ lại cái nét văn hóa của dân tộc mình anh nhỉ. Vẫn ở nhà sàn và lợp bằng mái âm dương. Đây. Vâng. Đây tầm nhà sàn nhiều thôi. Nhà sàn nhiều. Nhưng mà ngoài kia là đây, cái nhà kia là cái biệt thự luôn này. Vâng. Hiện tại đang chát. Đang chát. Thế là cũng sắp hoàn thiện rồi anh nhỉ. Thế là anh ra ngoài đấy làm. Vâng. Chắc vào tầm tháng 3 đi. Tháng 3. Chát lâu lắm. Trong này là có khách du lịch vào trong này không anh? Có mấy tuần ở trong kia. À, có đúng không? Có tầm 2 tháng ở trong kia rồi có hồ sen ở kia. À, có hồ sen. Thế dưới này là không phải cái ao cá à anh phải không? Có phải. À phải. Nó cũng có sen lên. Có cả sen. Ui. Một tháng 3 tháng 4 đi, được ra hoa nhiều. Tháng 3 tháng 4 là ra hoa nhiều là có khách vào đây chụp ảnh. Đúng rồi. Không biết là chị em mình là đi nãy giờ là đã đi hết 94 hộ phải không anh thôn mình ấy?
Ờ, ui, chắc là chưa hết đâu chị ạ. Thế là đây là tập trung là khu người Tây, còn đi nữa là người Lô Lô là ở chỗ nào anh? Ở đây không có Lô Lô. À, nãy vừa hỏi chú trên này bảo là có người Lô Lô ấy. Giao thôi. À, Giao ạ? À, Giao ở trên kia. Em đi chưa? Dạ vâng, em chào anh nhá. Ừ. Qua đâu vậy Mai nhỉ? Ở đây là rất là nhiều... Ui. Sợ. Bên này là một cái nhà siêu siêu đẹp luôn. Và trước mắt là một... Cái đây phải điểm trường không anh? Nhà văn hóa. À, nhà văn hóa hả? Thế các bác thì hôm nay là chúng cháu cũng đi ngang qua và vào tham quan qua một bản làng thực sự là rất là xinh đẹp và bình yên. Thế thì tiếc quá là ít người ở nhà vì là mùa này là người ta cũng đi làm hết rồi. Bên này là vừa làm sắn vừa làm ruộng nên là ít khi ở nhà, nhà nào cũng đóng cửa nên là cũng chưa vào được nhà nào chơi. Thế thì có lẽ là hẹn là một dịp nào đấy là sẽ quay lại đây. Như anh cũng đấy cũng bảo là tháng 3, tháng 4 ấy là có hoa sen rất là đẹp. Thì lại hẹn tiếp tục là hôm nào đấy sẽ vào trong này chơi và bén duyên thì lấy chồng ở đây luôn cũng được nhỉ. Ở đây là con cũng là rất là phát triển đấy. Đấy thì có lẽ là nội dung này thì cho Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thức phim tiếp theo thôi ạ.